tư của một giải trước Abuja của Mỹ Sim để làm cô của năm của sách. Và chúng tôi nghĩ rằng những gì đang diễn ra thì rõ ràng và đội nghe rằng hạng tư của giải năm trước đang chiếm một ưu thế quá lớn so với hiện tượng của giải năm nay. Đây là chùa Như Chai các bạn. Đã đến giải với một phong độ tốt. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì cô đi lên không thể so sánh đối với đội gia đã giành hạng nhì 2015-16 và hạng tư 2017. Đội gia đến từ chùa Như Gia của xã Thành Phú Mỹ Xuyên, Campuchia đã giành chiến thắng trong trận thi đấu này thưa quý vị và các bạn. Và chúng tôi hy vọng rằng cái sự trở lại của năm nay với một phong độ tốt của năm nay thì năm tới cô Như Thơ Lâm đại diện của cái sách sẽ còn cải thiện phong độ của mình để thi đấu tốt hơn nữa vào năm 2019. Xin tạm biệt các ông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.